Tây Vlog xin chào các anh chị và các bạn nha. Người nông dân xới đất lên để người cam sao các bạn xem. Tây Vlog xin chào các anh chị và các bạn nha. Người nông dân xới đất lên để quay cam sao cho các bạn xem nha. Và mình xin nhân các bạn đang xới đất ngoài đó đấy các bạn. Này là xới bằng ta bằng máy nha các bạn. Bên đây thì ban ra nè các bạn. Đó. Đang xới ngoài đó, tại ngoài đó nước không à, mình không có ra ngoài được, mong các bạn thông cảm cho mình nha. Đây cũng có nước nữa nè các bạn. Đó, có ông chú đang đắp bờ, bê bờ bên đó đấy, trên đó đấy. Đang xới ra trên đó đấy các bạn. Con chú đang bê bờ, đắp bờ bên đây luôn các bạn. Bê bờ, đắp bờ rồi. Máy xới thì đang xới lên. Ba máy nha các bạn. Ba máy xới. Mình hát xì luôn các bạn ơi. Có rung lắc các bạn thông cảm cho mình nha. Tại ngoài trời nè, mình quay ngược nắng nữa. Có rung lắc các bạn thông cảm cho mình nha, mình hát xì hoài. Này xới lên sẽ xạ các bạn, xạ lúa. Đang xới cho nó đấy các bạn. Ba máy nha các bạn. Máy ở bên trên kia, một máy dưới này, rồi một máy bên đây, là ba máy. Đó. Đang xới các bạn. Rồi mình xin ngưng để mình ở gần bên trên đó mình quay cho các bạn xem nha. Đây mình xin ngưng để quay cho các bạn xem nè. Kéo cho nó bằng phẳng rồi các bạn. Ở phía sau là xới lên đó. Sao có cái đồ xới đó các bạn. Đấy. Ở phía trên kia thì có máy ngưng rồi đấy các bạn. Trên này thì đang xới lên nè. Để mình zoom lại cho các bạn xem nha. Đấy. Đây xới thì nó đấy các bạn. Chú đang ấy trên này nè, ba máy. Cái này đang băng ra cho bằng lại hả chú? Dạ, đây chú này chia sẻ này đúng không? Còn hai máy ngoài kia thì đang xới lên. Dạ. Ba máy nha các bạn. Không chứ là đi xới đắp bờ, bê bờ gì nữa. Thank you.
không lên tiếng là cho các bạn xe nghe mấy máy con cái máy là máy đang nằm bên kia. Máy kia là đây là đang làm các bạn. Có một chú chó đang đi kiếm cá này. Chú chó này thì đi bắt cá, đi bắt chuột nữa, đi cắt lúa là có chú chó này đang nhìn coi có cá hay chụp trước các bạn. Miền Tây mình là gì đấy các bạn, cắt lúa xong là xới lên sẽ xả tiếp. Chú trên kia ngưng rồi, còn cái chú này thì đang kéo cho bằng phẳng lại. Rồi chúng mình cũng xin kết thúc video, video cũng khá dài, mình xin kết thúc đi. Bye bye các bạn, bye bye. Video đây là cũng khá là dài, mình xin kết thúc video. Và các bạn có yêu quý mình nhớ đăng ký kênh, chia sẻ. Và các bạn có xem kênh Chí Miền Tây Vlog, các bạn xem quảng cáo ủng hộ cho mình nghe các bạn. Và đoạn video đây là kết thúc, bye bye các bạn, bye bye.